Đây là một video được ghi lại bằng camera an ninh ở thành phố Hải Phòng. Dễ dàng nhận thấy, đây là hai chiếc xe tay ga có giá trị khá lớn. Thời điểm này chưa quá muộn, nên đường phố vẫn còn rất đông người qua lại. Hãy xem, nhìn vào vị trí đầu xe, có thể chắc chắn chủ nhân của chiếc xe trắng này đã quên không khóa cổ. Camera cận cảnh đã từng gửi đến các bạn những clip của camera an ninh cho thấy, với các dụng cụ của mình, những kẻ trộm xe có thể hô biến một chiếc xe trong vài giây đồng hồ. Do đó, với sự bất cẩn của chủ nhân, chiếc xe trắng này hoàn toàn có thể trở thành mồi ngon cho những kẻ trộm xe. Một người đàn ông đang tiến tới hai chiếc xe. Anh ta chỉ mới xuất hiện cách đây vài giây với điều bộ hoàn toàn không bình thường. Nếu đây là một tên trộm xe, liệu chiếc xe nào sẽ là mục tiêu của anh ta? Chiếc xe trắng không khóa cổ hay chiếc xe màu đen? Hãy xem điều gì sắp xảy ra. Đây chính là động tác phá khóa. Và thế là chủ xe đuổi theo ngay sau đó. Liệu cô ấy có thể lấy lại tài sản của mình hay không? Đã một phút trôi qua, người phụ nữ đã trở lại mà không có chiếc xe của mình. Kết quả đã rõ. Hãy cùng xem lại đoạn video này. Có thể thấy người phụ nữ lao theo tên trộm xe gần như ngay lập tức sau khi hắn nổ máy. Nhưng tất cả đã quá muộn. Hãy nhìn người phụ nữ mặc váy hồng này. Cô ấy chính là chủ nhân của chiếc xe màu trắng. Sau khi vụ trộm xảy ra, cô ấy mới nghĩ đến việc khóa cổ xe. Quá may mắn khi tên trộm không lựa chọn chiếc xe trắng. Với việc khóa cổ xe, tên trộm phải mất thêm một khoảng thời gian để phá khóa. Thời gian đó hoàn toàn đủ để chủ nhân chiếc xe phát giác và ngăn chặn. Thật đáng tiếc là cô ấy đã chậm chân vài giây. Còn người chủ chiếc xe trắng này, cô ấy chỉ xuất hiện sau khi sự việc đã xảy ra gần một phút. Vậy mới biết, nếu không cảnh giác, thì việc một tài sản lớn có thể trở thành mục tiêu của những kẻ trộm cắp hay không sẽ chỉ là việc hên xui mà thôi. Theo Thảo thì lý do gì mà bọn trộm sẵn sàng manh động trong khi các phương tiện giao thông qua lại tương đối nhiều? Phải chăng là cuộc sống quá là vội vã gấp gáp cho nên là mọi người đi đường không có quan tâm đến hai bên? Rồi bản thân bây giờ Thảo hỏi Ngọc, nếu mà Ngọc là những cái người đi đường đó, thờ ơ với những chuyện xung quanh. Rồi bây giờ Ngọc đang đi đường, tự nhiên Ngọc chạy băng băng trên đường, Ngọc thấy người vô dắt xe, cái Ngọc nhào vô hỏi ơi làm gì đây, ăn trộm hả? Thì Ngọc thấy sao? Nhiều khi xe đó xe của người ta mà, không thể trách người đi đường được. Cái vấn đề là người có tài sản họ phải tự bảo vệ như thế nào. Và chương trình camera cận cảnh xin được phép kết thúc tại đây.